Thủ thuật trên Photoshop 2020. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ thêm mặt trăng vào sau cánh bướm. Tôi có một cái chiếc tàu có những cái dây cọc buồm trong một cái cảnh chiều hoàng hôn như thế này, thì bạn cũng có thể thêm vào một cái ánh trăng, và ánh trăng đó nó nằm sau cái cánh bướm này, nằm sau cánh bướm này. Cũng tương tự như thế, chúng ta cũng có thể có những cái cánh rừng như thế này, và chúng ta sẽ thêm cái trăng vào, và trăng nó sẽ phía sau của cái tán lá trong đêm trăng. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ, đầu tiên tôi sẽ kéo cái hình con tàu vào Photoshop. Bây giờ tôi sẽ đưa cái hình của mặt trăng vào. Ở đây chúng ta sẽ có mặt trăng. Mặt trăng nằm ở đây, tôi lấy ví dụ như thế. Thì ai cũng biết rằng mặt trăng này nó nằm trên nền đen. Nếu mà chúng ta muốn xóa nền đen, tách nền đen, thì chúng ta sử dụng cái chế độ hòa trộn là screen. Screen là hai chữ E. Nền đen nó cũng là màu đen, nó cũng có chữ E. Như vậy thì screen tách nền đen, chúng ta nhớ như vậy. Còn multiply ngược lại là sẽ tách nền trắng, chúng ta sẽ tách nền đen. Như vậy thì nó tách nền đen thôi, nhưng mà layer của nó nằm phía trên của cái cánh bướm thì nó vẫn đè lên cánh bướm. Bây giờ tôi muốn làm sao để là cái mặt trăng này nó nằm sát cánh bướm, thì như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái Bend If. Ở đây chúng ta sẽ click cái FSU này, chúng ta chọn cái Blending Option, chúng ta mở cái Bend If lên. Như vậy thì chúng ta sẽ tăng lên để thấy được cái cánh bướm. Cánh bướm nó màu đen, như vậy tôi sẽ cho cái màu đen của cái layer nằm phía dưới nó trồi lên trên. Nếu vậy thì chúng ta sẽ kéo cái mảng này, chúng ta kéo thì màu đen nó sẽ trồi lên trên. Màu đen nó trồi lên trên, các bạn sẽ cho nó trồi lên trên ở mức độ nào bạn thấy nó được. Rồi ví dụ trường hợp như thế này là tôi thấy bắt đầu nó bị phản rồi. Tôi mới dùng cái antenna, tôi click vào đây, tôi tách ra, tôi kéo ra. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể tăng lên ở cái mức độ mà vẫn thấy được cánh bướm và những cái dây, nhưng mà vẫn không bị mất cái dây. Như vậy thì mặt trăng hoàn toàn nằm phía sau của cánh bướm. Ở đây bạn cũng có thể là di chuyển tiếp, và nó luôn luôn nằm phía sau cánh bướm. Những cái mảng màu đen nó trồi lên trên rồi.